Số việt Trẻ xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video shop việt Trẻ audio Góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ Sau đó ấn vào chuông là quý vị và bạn đã đồng hành cùng nhiều shop bằng cách đăng ký kênh Và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất em việt Trẻ Hân Hạnh gửi tới quý vị và các bạn Và video ngày hôm nay em Hân Hạnh giới thiệu tới quý vị và bạn là sản phẩm thường xuyên cập nhập hàng Và đang có số lượng hàng À, vài cặp để quý vị và bạn lựa chọn tại Viettel đôi loa Tanoi, Tanoi Modern Turnberry HE à, Tanoi Turnberry HE là phiên bản à, Tanoi Turnberry đầu tiên được ra đời và nó giúp quý vị và bạn có một trải nghiệm một cái sự định hình cực kỳ mới về phong cách thiết kế cũng như là trải nghiệm ấn tượng trên phiên bản Tanoi này giúp cho Dòng loa Tanoi cực kỳ phát triển và bán được số lượng cực kỳ lớn trên thị trường toàn cầu nói chung cũng như thị trường tại Việt Nam. Phiên bản này thì được ra đời vào khoảng uh, những năm 2005 đến 2010 và dòng sản phẩm này luôn định hình giúp quý vị và bạn trải nghiệm những âm thanh trung thực, chi tiết và cực kỳ ấn tượng. Và đôi loa ngày hôm nay về tại Việt audio cũng như ba đôi loa khác ta nói tần HE thì có trùng đôi, trùng cặp cũng như chuẩn hàng bại để quý vị và bạn trải nghiệm. quý vị và bạn có thể quan sát thấy vân gỗ cực kỳ sáng và cực kỳ mộc mạc, hai vân gỗ đối xứng rất là đẹp. không chỉ uh, giúp chúng ta trải nghiệm âm thanh cực kỳ hay và cực kỳ ấn tượng, thì những đôi loa tanoi luôn giúp quý vị và bạn trưng bày uh, trong không gian nội thất nhà quý vị cực kỳ sang trọng và à có chút gì đó cực kỳ quý tộc đến từ uh, Vương quốc Anh và đôi loa Tannoy Turnberry thì luôn luôn nổi bật với cái tem logo của Tannoy Turnberry cực kỳ sáng và cực kỳ đẹp. À, chuẩn hàng bãi thì tem luôn cực kỳ sáng và cực kỳ đẹp. Cùng với lại chìa khóa zin đi cùng để mở e-cang cực kỳ uh, xịn sò và giúp quý vị và bạn trải nghiệm ấn tượng và sau đây em xin phép sẽ mở e-cang ra. Thì để quý vị và bạn cùng so sánh cấu hình loa Để cùng trải nghiệm một đôi loa Tanoi Turnberry à Còn xuất sắc như thế nào tại radio Thì em cũng đã giới thiệu tới quý vị và bạn rất nhiều đôi loa thế này Và cũng đang có sẵn hàng để phục vụ quý vị và bạn Và quý vị và bạn có thể quan sát thấy tất cả chi tiết đều được mã vàng Sáng choang và cực kỳ đẹp, cực kỳ ấn tượng Ở trên phiên bản này Tanoi Turnberry HE đã có sẵn hàng tại Audio và đôi loa này thì là một trong những đôi loa cực kỳ hay mà lại dễ dàng để quý vị và bạn có thể phối ghép à, trải nghiệm và cũng như là e thì còn cực đẹp và cực kỳ mới cũng như tất cả chi tiết cực kỳ phù hợp để anh em có thể chơi và trải nghiệm tại Việt radio với à, màu gỗ hay vân gỗ cực kỳ sáng và cực kỳ phù hợp cũng như em có rất rất nhiều số lượng để phục vụ quý vị và bạn và đôi loa này thì sử dụng một bát đường kính sẽ là 25 cm gân vải xếp tẩm dầu và màng là màng giấy cũng như là họng kèn được mạ vàng và định hướng lên tới 4 giải âm cao giúp quý vị và bạn trải nghiệm âm thanh một cách tối ưu và chi tiết nhất trên phiên bản Tanoi Turnberry và Em đang có sẵn đầy đủ các model như là Tanoi Turnberry HE, SE Cũng như là Turnberry GR để phục vụ quý vị và các bạn uh, cho phiên bản Tanoi này Và đây là một trong những mô đen uh, bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam Cũng như là thị trường toàn cầu Bởi sự đa dạng cũng như là uh, mức giá vô cùng hợp lý Đôi loa này hiện tại tại điêu có mức giá từ 82 đến 85 triệu đồng Để quý vị và bạn lựa chọn À, đôi loa này tại Việt Trà với rất nhiều mức giá và số lượng hàng có thể phục vụ quý vị và các bạn và mọi nhu cầu mua sắm tư vấn vừa ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm Điêu xin mời quý vị và các bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển hoặc trực tiếp qua shop em Hà Nội em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn